Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua và sáng nay, khối không khí lạnh vẫn tiếp tục dồn xuống. Miền Bắc hầu như là không mưa, nền nhiệt tiếp tục giảm. Vùng núi hạ xuống còn từ 13 tới 14 độ, khu vực Trung Du và Đồng Bằng cũng như thủ đô Hà Nội, nhiệt độ giảm còn từ 15 tới 16 độ. Trời rét diện rộng, có nơi rét đậm, dự báo đợt rét này ở các tỉnh miền Bắc sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 18 tháng 2. Không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng và gây mưa nhiều nơi tại khu vực các tỉnh thành phố miền Trung. Trong hôm nay, nó sẽ tiếp tục mở rộng vùng ảnh hưởng xuống phía Nam. Vùng từ Nghệ An trở vào tới Quảng Ngãi, Bình Định hay phần phía Bắc của Phú Yên sẽ có mưa nhiều nơi. Trong đó, khu vực các tỉnh từ Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to. Còn về nhiệt độ thì khu vực ba tỉnh Bắc Trung Bộ, nhiệt độ giảm mạnh nhất, cao nhất trong ngày chỉ dao động trong ngưỡng từ 18 cho tới 20 độ. Vùng từ Quảng Bình trở vào tới Quảng Ngãi, nhiệt độ cũng ở ngưỡng từ 21 đến 24 độ. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ ở ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Không khí lạnh cũng khuếch tán sang Tây Nguyên và tới khu vực Nam Bộ, khiến cho cái nắng mùa khô ở Tây Nguyên và Nam Bộ giảm bớt về cường độ, giúp cho nền nhiệt ngày tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, dao động từ 29 tới 32 độ. Với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là từ 32 tới 34 độ. Đồng thời dự báo trong chiều tối nay, Nam Bộ và Tây Nguyên có thể sẽ có mưa cục bộ.